không chỉ là bộ môn nghệ thuật dân gian độc đáo mà còn chứa đựng những bài học ý nghĩa về đạo đức, lối sống. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc, có 102 trên thế giới. Cùng khám phá nghệ thuật múa rối nước trong tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt, phát sóng lúc 19:50 thứ Bảy ngày 18 tháng 11 trên truyền hình Vĩnh Long 1.